trải qua các thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghiệp vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Nhiều liệt sĩ đến nay chưa được quy tập. Thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất. Từ năm 2008 đến nay, mặc dù công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn do việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa nhiều, thiếu cụ thể, chưa chính xác. Địa hình các khu vực giao tranh giữa ta và địch có chiến sĩ hy sinh này đã thay đổi rất nhiều. Với quyết tâm cao nhất, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quy tập hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ. Trong đó, tại ba tỉnh Nam Lào gồm Atapu, Xê Công, Champasak cất bốc gần 1.000 cốt liệt sĩ. Tỉnh Ratanakiri, Campuchia cất bốc được 440 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Lào và Campuchia. Địa bàn trong nước có hơn 700 cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp với Ban công tác đặc biệt ba tỉnh Nam Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia cũng như công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất.